Ok, thì xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Phong đây. Rồi, thì hôm nay là chủ nhật và mình sẽ đem đến cho các bạn tập số 10 của tựa game Dangers and Demons 2. Ok, thì tập trước thì chúng ta đã quyết định là nhảy vào cái cổng xuyên thời gian để có thể quay trở lại quá khứ và cái gì nhỉ? Nói chung là phá bỏ cái kế hoạch của cái bọn là phái răng giả ngay từ lúc bắt đầu luôn bạn ạ. Yeah. Để cho Junior cùng các bạn sẽ có cơ hội thứ hai. Trong lúc đó, ok, thì đây tập hợp của những cái thằng y hệt nhau cái này. Thôi nào Hippolyto, chụp tấm hình này với chúng tôi đi. Tôi sẽ đứng ở đây, Hippolyto. Nào mọi người, đứng sát vào. Ok, chưa hiểu lắm. Mình không biết bọn kia là bọn mình làm cái trò gì. Cảnh sát thời gian à? Dinh thự ma ám 51971. Đây rồi. Ok, chúng ta đã quay trở lại với cái tập đầu tiên của phần 1 đấy các bạn ơi. Chuyến đi ghê quá. Này, tớ biết nơi này. Đây là dinh thự bị ám. Ủa? Như vậy là chỉ có Junior là lên thiên đường thôi à? À thực ra không phải lên thiên đường đâu, mà tóm luôn cái thằng Anibale X Lemo xuống địa ngục rồi các bạn ạ. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn còn ba người bạn này ở đây. Timmy, mọi người, tôi tưởng mọi người đều đi vào ánh sáng đó với Junior. À, không nhé, cần có người ở lại để chăm cậu. Chúng tôi sẽ đi lên tiền đàng sau khi cậu hoàn thành cuộc hành trình này. À, ok, may quá. Như vậy là chúng ta vẫn còn ba người bạn cơ. Cậu không giải quyết chúng tôi nhanh vậy đâu. Cái đồ avatar. À, di chuyển thôi nào. Cánh cổng không mở mãi đâu. Bắt đầu từ công viên giải trí McBee nè. Alex Littoragat sống ở đó. Và hắn sắp thực hiện vụ giết người đầu tiên. Tối nay, hắn sẽ giết mẹ hắn và Andemo Pelagra. Cứu họ và bắt lấy tên tội phạm đó. Ok nhá mọi người nha. Ok thì chúng ta đang ở trong cái khu công viên giải trí McBee đấy các bạn ạ. Yeah, nhưng mà hình như có cái con nhện ở trên cái căn nhà này đúng không? Thôi kệ đi. Nhưng mà có vẻ như là cái khu này không còn hoạt động nữa rồi. Bởi vì các bạn có thể thấy là mấy cái thằng bán vé đã biến mất luôn rồi. Ok, ai đây? Ô, phải Junior không? Junior, anh đấy ư? Hửm, ai đó, nói tên mau. Im đi đùa ngốc này, chúng ta đang ở 1971, đây là ông nội của Junior. À, ok. Oh. Ui, số kép, nhìn ông thì giống y hệt thế. À, xin lỗi, tôi tưởng anh là người khác. À, tôi là Thám Tử Phong, từ đơn vị điều tra. Cũng may mà chúng ta mượn tạm cái áo của Junior cho nên là nhìn trông cũng vẻ uy tín đấy các bạn ạ. À, đương nhiên thôi, tôi có thể nhận ra vì cái áo khoác của cậu. Một chiếc áo khoác thám tử rất đẹp. Ờ thì thực ra cái áo khoác thám tử này vốn là của ông này mà. Nhưng mà không, mình không hiểu sao lại là màu đen thôi. Như bạn có thể biết trong tập 1 thì Junior đã được ông nội của mình ở trong bệnh viện ấy, trước lúc ra đi thì đã tặng cho Junior kéo quắc thám tử của ông. Yeah. Mém tí thì thật vinh hạnh khi được làm việc với đơn vị, nhất là khi có kẻ điên đang bị lạc. À, chúng ta có thông tin gì? Tối hôm qua, một người mặc đồ chú hề cố bỏ một người phụ nữ vào chiếc túi. Người phụ nữ đó đã rất may mắn. Cô ấy đang ăn đậu phộng, mà hóa ra là tên hề đó bị dị ứng với đậu phộng. Tên khốn đó bị dị ứng ngay lúc hắn đặt tay lên cô gái ấy. Hắn ta phải chạy đi và chữa trị dị ứng nên nạn nhân mới trốn thoát được. Đi thôi nào, Thám Tử Phong, giúp tôi điều tra hiện trường vụ án nào. À, ok, thì chúng ta đi nào. À, đi không? Hello. Tôi kệ, mình tự đi một mình vậy. Rồi, ok. Ờ, cái gì đây? Một miếng vải bị rách ra. Nó từ bộ trang phục rất quái gở.
Ok. Anh lấy nữa. Một bộ EPI. Mình không biết bộ EPI là cái gì. Các bạn nào biết thì các bạn comment phía dưới nhé. Ok. Thôi, xong rồi đấy. Có đi được tiếp đâu. Tôi kiểm tra dấu chân rồi. Chúng dài khoảng 50 cm. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Tôi nghĩ ta nên bắt đầu điều tra hỏi các nhân viên của công viên này và ghé qua nhà di động của họ ở gần hòn đá tiên đoán đấy. Ok. Rồi như vậy thì chúng ta đã thu thập được các cái vật chứng bằng chứng rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm nhân chứng rồi. Đi nào. Thế ông không đi à? Rồi đi, mình tự đi của mình vậy. Ui sổ khiếp, tối đen như mực thế này. Vào được không? Vào được luôn. Và đây là cái người bị giết đúng không? Ừ đúng rồi. Đây thợ sửa kính, à thợ lau kính này. Bị giết này. Chào buổi sáng thưa ngài. Ngài là thành viên của công viên này ư? À không, tôi chỉ là người lắp gương ở căn nhà gương thôi. Tôi đang làm việc cật lực. Nơi này cần được xong trước cuối ngày. Anh có biết những nhân viên khác không? Một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi không biết nữa. Đẹp hay xấu cũng không biết. Càng trai càng nói dối các bạn ạ. Bởi vì các bạn nhớ là trong khách sạn này thì có cái bức thư của thằng này, nó viết thư dở ẹc, viết thơ ấy, và nó gửi cho ai đấy mình không nhớ rõ nữa. Chắc chắn là thằng này đang có biết một người phụ nữ đấy, nhưng mà bây giờ nó đang nói dối. Làm ơn từ lỗi, tôi đang rất bận ở đây. Đi tiếp được không? Không đi tiếp được, đi về vậy. Ok. Anh ta đang cố giấu thứ gì nhỉ? Tại sao anh ta giả vờ không biết Gwendalina? Tại vì cả hai đang ngoại tình với nhau trong lúc cô ta cưới Amulio. Ừ, Amulio là ai? Bố của Ragat à? Xong rồi vợ thì ngoại tình với cái thằng thợ lão thợ sửa kính à? Ok, mối quan hệ hơi phức tạp. Chẳng ai tự hào vì làm người lớn cả. Thực ra thì mối quan hệ này nó không phức tạp lắm, nhưng bởi vì cái tên đấy các bạn ạ. Tên nó cứ vừa dài vừa khó nhớ cho nên là mình cũng không rõ nữa. Rất xin lỗi các bạn. Ok. Buckby tổ chức những buổi tiệc cho các địa điểm mới. Đắm chìm vào căn nhà gương phi thường và đối mặt với sự sợ hãi ở căn nhà ma ám. Thú vui cho cả gia đình. Chú hề buồn bã. Winburn, người ăn lửa. Ilona Enza Buckby, người phụ nữ súng đại bác. Marlino Buckby thần thánh, người đàn ông khỏe nhất thế giới. Gwendalina Ragat, người phụ nữ vừa một chiếc vali. Uầy, cái nhóm dịch này còn dịch luôn cái bảng ở trong game thành tiếng Việt ạ. Ui xịn đấy. Được đấy các bạn ạ. Được. Gì nhỉ? Một like cho cái sự nỗ lực này. Đây các bạn thấy cái bảng ở trong game này nó cũng được dịch tiếng Việt luôn. Rất là chi tiết, tỉ mỉ. Có khi tiền hề đáng sợ đó vẫn chưa ra đời đâu. Nhưng mà mình không dám. Trong căn nhà bóng bay đấy có một thằng hề các bạn ạ. Đó là cây gậy mình nhặt ở tương lai. Mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhặt nó. Hãy hạn chế lỗ hổng thời gian nhé. Cảm ơn. Thế thôi mình đi thôi. Hòn đá tiên đoán. Đưa tay ngươi vào miệng ta và ta sẽ đoán tương lai của ngươi. Sao lần này nhìn nó đỏ chót thế này? Mình rất tò mò vào xem nó sẽ nói gì. À không, cái này thì nó lại là cái cũ thôi, gì đâu. Tự dưng bây giờ nó lại đỏ đỏ ghê thế. Tốt hơn nếu nói chuyện với nhân viên trước khi tìm kiếm đoạn giới thiệu của họ. Nó sẽ quay lại đây sau. Ok. Thôi như vậy là chúng ta hết đường đi rồi, quay lại thôi. Rồi. Đây đúng không? Úi rồi. Toàn hề ạ. Hello. Chào buổi tối. Tôi là Thám tử Phong. À, thật tuyệt khi gặp cậu. Tên tôi là Alex Letourneur. À, thằng giết người bệnh hoạn đúng không?
Ở phần 1 thì nó là cái thằng mà chui vào cái dinh thự mã và giả trang thành một bà lão, xong rồi thực hiện các hình thức nghiến tế. Còn ở trong cái phần 2 này thì đã bị biến thành con quái vật đấy các bạn, là con quái vật đầu tiên mà mình gặp phải ấy. Ok, hỏi về công việc. Công việc của anh ở công viên này là gì? Tôi tạo hình bong bóng, tung hứng, chịu bệnh ném bánh mì vào mặt, chịu bánh ném vào mặt, mấy chuyện mà chú hề nào cũng phải làm ấy. À, liệu tôi cần để ý ai không? Không, ở đây ai cũng tốt cả. Anh làm gì vào đêm hôm qua? Tôi coi một bộ phim với mẹ, như mọi đêm. À, nhiều đây đủ rồi, cảm ơn anh. Làm ơn đừng rời công viên cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Anh ta không giống như một tên điên lắm. Nói chuyện như thế vẫn bình thường. Anh ấy là con trai cứng đó. Anh có phức cảm Oedipus thì sao? Để anh ta điên lên và quá ghen. Tiếp tục nào. Amulio Ragat sẵn sàng phục vụ. Công việc của anh ở công viên này là gì? Tôi châm chọc mọi người và họ cố đánh tôi, như mọi công việc khác. Anh là ba của Alexito Ragat. Đúng vậy, tôi cũng là chồng của mẹ nó. Cái Alcide, tôi không bao giờ tin hắn. Là cái thằng thợ lau kính đúng không? Tôi ở trung tâm cộng đồng chơi lô tô một đêm dài, nhưng ít nhất thì tôi có nhiều nhân chứng. Ok, phong gầy còm, chúng tôi vừa nghĩ cùng một điều. Ragat bị điên sau cuộc tàn sát ở hầm mộ. Lỡ như hắn ta vô tội thì sao? Hắn ta có thể bị gài bẫy. Ai cũng có thể ăn mặc như một chú hề. Ai cũng có thể bị điên. Hãy để ý kỹ các manh mối. Ok, đi tiếp. Tôi không thể tìm thấy Alcide. À không phải, hóa ra không phải thằng lau kính rồi, người mà Amulio Ragat nhắc đến. Đang tìm tôi sao? Thám tử? Đâu? Đâu? Có phải trên này không? Có phải trên trên hai gậy này không? Hửm? Tôi ở trên đây này. Ồ, anh đang đi cá kheo. À, xuống đây đi, chúng ta cần nói chuyện. À, có một vấn đề. Tôi không để. Tôi bắt đầu tập cá kheo vào đêm hôm qua và tôi đã dành cả đêm để tháo chúng ra. Ôi thôi nào, để tôi giúp anh. À, lùi lại đi, làm ơn. Ok các bạn ạ, bằng một cách thần kỳ ở đấy thì mình làm cho cái thằng này nó ngã xuống được rồi. À, cảm ơn vì sự giúp đỡ. Hỏi về cá kheo, sao anh không thử thứ gì hợp với bản thân hơn? Thật sự thì tôi muốn làm người uốn mình, nhưng mà Wendalina đáng ghét là anh gặp cơ hội duy nhất của tôi. À, liệu tôi cần để ý ai không? Cậu đùa tôi ư? Ở đây ai cũng bị điên hết. À, tôi đã nói rồi, ở ngay đây bị mắc kẹt với cá kheo. Nếu như đang tìm kiếm tội phạm thì ở đây đúng chỗ rồi đó. Nhắm mắt lại, chỉ tay vào một người bất kỳ và cậu sẽ tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn. Để tôi kể cho nghe. Tối qua lúc lúc tôi đang cố tè từ trên kia, tôi thấy Anacleto cãi lộn rất lớn với một người. Với ai? Tôi không biết. Tối quá, tôi chỉ biết là Ragat đấm và đe dọa người đó. Đừng bao giờ đụng tới cô ấy, không thì ta sẽ đập người ra bã. Để ý Anacleto, để ý cả gia đình Ragat. Vậy thì kể tôi nghe nếu anh nhớ gì nữa nhỉ? Có vẻ như Anacleto đang cố bảo vệ mẹ của một người nào đó. Hay hắn đã bị điên rồi? Tôi nhớ hắn đã từng nói chuyện với bản thân mà. Tớ cũng không biết. ACD không đáng tin lắm. Ok thôi được rồi, vậy chúng ta tạm biết sơ sơ là như vậy. Đây thì là chúng ta quay trở lại cái nhà cạnh hòn đá tiên tri các bạn nhé. Đi nào. Ai đây?
Này, làm ơn, vào đi. À, gọi theo mật mã mới được à? Đó không phải là nhịp gọi bí mật. Biến đi. Gọi bí mật như nào?